Vương Nhất Bác và vai diễn Lam Vong Cơ đơ hay là sự tinh tế. Vào tháng 3 năm 2021, Trang Buzet đã chính thức công bố 23 diễn viên được đánh giá cao về tính nhập vai, hoàn hảo như từ truyện bước ra. Giữa một rừng các ngôi sao Âu Mỹ nổi tiếng, thì vai diễn Lam Vong Cơ do Vương Nhất Bác đảm nhận trong Trần Tình Lệnh đã bất ngờ có tên trong danh sách bình chọn và xếp ở vị trí thứ 10, giúp anh chàng trở thành diễn viên và nhân vật trong phim truyền hình Trung Quốc duy nhất có tên trong bảng xếp hạng này. Bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư Làm Mưa Làm Gió trong năm 2019. Phim truyền hình này đã giữ lại được phần lớn tình tiết của nguyên tác và mạnh dạn sử dụng hai thần tượng làm nhân vật chính. Trong đó Lam Vong Cơ do Vương Nhất Bác thủ vai đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, khác hẳn với hình ảnh trước đây của anh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến rằng anh diễn đơ, vậy rốt cuộc Vương Nhất Bác đã diễn tốt hay diễn dở nhân vật này? Một, nguyên tác nhân vật Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ Lam Trạm là nhị công tử của Lam gia, một tiên môn thế gia quy củ tới mức có tận 3.000 gia quy. Lam Vong Cơ là thiếu chủ, nhỏ tuổi nhưng lại là người chấp pháp của Lam gia, là một quân tử, luôn nho nhã và chính trực tới mức hơi cứng nhắc, tu vi cao thâm và có một cảm giác xa cách khó tả. Nếu xem xét thái độ của những nhân vật khác đối với Lam Vong Cơ, Giang Trừng thì tôn kính, Nhiếp Hoài Tang thì sợ sệt, Tô Thiệp thì đố kỵ, anh em Ôn Triều thì ghen ghét. Thế nhưng thái độ của Lam Vong Cơ đối với tất cả những người trên lại đều giống nhau, căn bản không có gì khác biệt. Y vốn dĩ không có nhiều tâm tính vòng vo như thế, không phải là khinh thường hay cố tỏ ra cao minh hơn người, chỉ là không để tâm mà thôi. Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết giống như tiên tử không vướng bụi trần vậy. Cùng là thiếu chủ Lam gia, phải tuân thủ quy củ và có quyền lực tương tự nhau, nhưng huynh trưởng Lam Hy Thần được tiên môn đệ tử yêu thích, hòa ái, dễ gần. Còn Lam Vong Cơ lại khiến người khác e dè, cô độc, xa cách và không dám tiếp cận. Trong những tập phát sóng đầu tiên của Trần Tình Lệnh, tạo hình của Vương Nhất Bác bị khán giả chê khá nhiều. Người xem cho rằng anh có khuôn mặt quá dài, không hợp cổ trang, tóc bị kéo căng khiến mắt của Vương Nhất Bác vừa nhỏ vừa cứng. Tuy nhiên, càng về sau tạo hình của Lam Vong Cơ ngày càng thuyết phục khán giả, vẻ đẹp tiên khí ngút trời của Hàm Quan Quân nhận được nhiều lời khen ngợi. Thực ra điều này cũng có hiệu quả trên một khía cạnh nào đó. Lam Vong Cơ là nhân vật ban đầu khiến mọi người thấy khó gần dù y không làm gì cả. Nhưng về sau càng hiểu rõ thì lại càng cảm mến sâu sắc, khiến khán giả phải ồ lên khi tự mình nhận ra nhân vật này hoàn mỹ như thế. Ngoài mặt, Lam Vong Cơ là một người lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong thâm tâm lại tồn tại lý tưởng và khát vọng mãnh liệt với chính nghĩa trừ gian diệt bạo. Điểm này có phần tương đồng với Vương Nhất Bác, nói ít làm nhiều, cái gì giỏi thì cực tự tin, cái gì không giỏi thì tự nhận là không giỏi, thái độ khiêm tốn, lễ phép, không hỗn hào, không ba phải, không vòng vèo. Một Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, không thể sắn quần lội suối bắt cá được, một Lam Vong Cơ nghiêm cẩn chấp hành gia quy, không thể ngủ gật, ăn vụng trong lớp học được, một Lam Vong Cơ không quen kết giao, không thể quàng vai bá của mọi người được, một Lam Vong Cơ đoan trang lại gò bó, không thể vung vẩy tà áo hay nằm bò lên bàn được. Lam Vong Cơ còn chưa từng cười với ai ngoài Ngụy Vô Tiện, đương nhiên không thể nào cười ha hả giữa phố, hay cười meo meo trêu gái được. Lam Vong Cơ thậm chí không biết đấu võ mồm, nên không thể leo lẻo giảng đạo dài như Sớ hay Đốc Chát qua lại được. Nếu diễn như vậy, phim sẽ có tới hai Ngụy Vô Tiện mất, thậm chí, chỉ cần so sánh Vương Nhất Bác trong phim và Vương Nhất Bác ngoài hậu trường thôi, là đủ để thấy Lam Vong Cơ tuyệt đối không thể có nhiều biểu cảm được. 3. Những phân cảnh bùng nổ. Phân cảnh bùng nổ là một trong những điều quan trọng nhất giúp diễn viên thoát vòng. Tất nhiên có thể diễn viên không diễn tốt nhân vật từ đầu đến cuối, nhưng phân cảnh bùng nổ khiến khán giả chưa xem phim muốn xem phim, khiến khán giả đã xem rồi vẫn nhớ đến họ qua nhiều năm. Có những diễn viên diễn tốt nhưng căn bản không có phân cảnh để đời, họ chỉ diễn tốt trong bối cảnh bộ phim đó, nhưng khi so sánh với các phim khác hoặc diễn viên khác, họ bị lép vế. Phân cảnh say rượu và phân cảnh trộm gà, không biết chính xác là từ khi nào, có lẽ bắt đầu từ phân cảnh lần đầu tiên Lam Trạm say rượu, Vương Nhất Bác đã đem đến cho nhân vật này bất ngờ, nhân vật được xử lý bằng các biểu cảm nhỏ bé, tinh tế thay vì khoa chân múa tay, điều hay thấy ở cảnh say rượu. Lam Trạm dù say rượu vẫn nhớ rõ gia quy, những quy tắc ăn vào máu không thể tùy tiện biến mất ngay được, điều này có thể giúp mọi người cảm thấy rất rõ ràng sự thống nhất của nhân vật từ đầu đến cuối, cùng sự khác biệt giữa lúc say với lúc tỉnh. Ví dụ như nghe thấy mạch ngạch bị lệch, Lam Trạm hoảng hốt muốn chỉnh lại cho chuẩn,
nhưng hành động không còn chính xác như lúc tỉnh, thành ra trông ngốc nghếch đến mức Ngụy Anh phải bật cười mà đòi làm hộ. Tuy nhiên, Lam Trạm không cho, vì Mạc Ngạch Lam gia là vật riêng tư, có quy định không cho người ngoài sờ, phải tuân thủ. Đôi môi hơi biểu, và hai má hơi phụng phịu khiến nhân vật trở nên dễ thương đúng với độ tuổi, không còn giống dáng vẻ ông cụ non lúc tỉnh nữa. Sự dễ thương này làm ít thì không tới, làm quá thì lố lăng, không còn đúng với nhân vật, và Vương Nhất Bác lại làm vừa đủ. Phân cảnh say rượu thứ hai của Lam Trạm lại hoàn toàn khác với phân cảnh trên, bởi lúc đó Lam Trạm đã trưởng thành, trải qua 16 năm đằng đẵng, khí chất trên người không còn nét thơ ngây, non trẻ nữa. Rất nhiều diễn viên ỷ lại vào kỹ năng biểu cảm tốt, căn bản không lý giải nhân vật của mình, không phân tách tâm lý nhân vật qua từng thời kỳ phát triển, diễn hai cảnh khóc giống hệt nhau, diễn hai nhân vật khác nhau giống hệt nhau. Lam Trạm trưởng thành khi say rượu không còn phụng phịu chỉ vì Mạc Ngạch, không còn thờ ơ khi bị nói khó tìm được thê tử nữa. Lam Trạm lúc này chỉ buồn và tự trách vì không đứng về phía Ngụy Anh, đó là tiếc nuối, là hối hận, là muốn bù đắp cho đối phương. Lam Trạm lúc trẻ say cũng vẫn nhớ tuân thủ gia quy, không cho Ngụy Anh đụng chạm, nhưng Lam Trạm trưởng thành lại bắt trộm gà cho y, điều mà Lam gia nghiêm cấm. Tất nhiên Lam Trạm cũng không phá tất cả các quy tắc của Lam gia, Lam Trạm vẫn đúng giờ quy định đi nghỉ ngơi, y không từ bỏ Lam gia, đó là nơi tạo nên con người Lam Trạm. Phân cảnh chia tay trong mưa, trong cơn giông bão, Ngụy Anh dẫn một nhóm thành viên của Ôn gia qua cùng kỳ đạo, khi họ nhìn thấy Lam Trạm đứng dưới chân núi, họ cho rằng y đang cố gắng ngăn cản mình, nhưng thực ra, Lam Trạm biết mình không ngăn được Ngụy Anh, y chỉ muốn níu kéo Ngụy Anh đừng đi xa mình quá, muốn biết Ngụy Anh đi đâu. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, Lam Trạm đau lòng khi hai người không bước chung đường, và y lo lắng khi Ngụy Anh một mình dấn thân vào con đường khó khăn, gập ghềnh, không còn đường lùi, chỉ để bảo vệ tín ngưỡng mà hai người muốn cùng nhau thực hiện. Dù muốn giữ Ngụy Anh lại bao nhiêu, thì Lam Trạm cũng biết mình không thể mang người này đi, cũng biết Ngụy Anh làm đúng, y chỉ có thể thỏa hiệp, lùi lại một bước, kìm nén mọi thứ trong lòng. Giọt nước mắt bất lực cùng cái buông tay để mặc chiếc ô rơi xuống đất, để mặc cơn mưa trút xuống người, để nước mưa hòa cùng nước mắt. Lam Trạm muốn làm gì đó, muốn thoát khỏi tình thế bất đắc dĩ này, nhưng thứ duy nhất y có thể làm là từ bỏ sự nhã chính của mình, từ bỏ những quy tắc trói buộc, bắt đầu làm theo những gì trái tim mách bảo dù rằng nó đi ngược số đông. Phân cảnh Ngụy Anh nhảy khỏi vách đá, kể từ đêm mưa ở cùng kỳ đạo, Lam Trạm biết Ngụy Anh đã dấn thân vào con đường không thể quay đầu, nhưng y vẫn cố gắng hết sức giải quyết mâu thuẫn giữa Ngụy Anh với các tiên môn, cố gắng đưa Ngụy Anh trở lại con đường an toàn. Đáng tiếc cuối cùng người vẫn bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Kéo lấy Ngụy Anh đã ngã xuống, Lam Trạm không rảnh quan tâm đến cánh tay đang chảy máu của mình, chỉ cần có thể giữ lại người đó. Nhưng Ngụy Anh vẫn rơi xuống vực sâu, đôi mắt đỏ ngầu của Lam Trạm không kìm được nước mắt. Việc Ngụy Anh tuyệt vọng thả mình xuống vách đá là một đả kích với Lam Trạm, nhưng suy cho cùng thì lối sống của Lam gia cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến y. Y không thể nào xóa bỏ tư tưởng và thói quen ăn sâu trong cơ thể và tâm trí của mình ngay lập tức. Cho nên lúc này, y chỉ có thể ở trong khuôn khổ hữu hạn nỗ lực hết sức, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Trái tim dịu dàng, cực đoan nhưng cũng rất tỉnh táo, sẽ không đắm chìm trong tình yêu, sẽ không vì tình yêu mà mất hết lý trí, từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ. Lam Trạm bàng hoàng, đau đớn, không thể tin, nhưng y không tuyệt vọng cũng không sụp đổ, y có chấp niệm, có sự quyết liệt và cực kỳ cứng đầu. Nếu như Lam Trạm thật sự lập tức nhảy theo xuống vách núi, như vậy thì Quỳnh Dao quá mức rồi. Lam Trạm không chỉ là Lam Trạm mà còn là Hàm Quan Quân. Lam Trạm sẽ không tự sát, đại loại như vậy. Y vẫn sẽ sống, vẫn thực hiện ước nguyện trừ gian diệt bạo của hai người họ một mình, và chờ đợi Ngụy Anh trở về. Lam Trạm không hề nghĩ Ngụy Anh là người chết. Theo cốt truyện, cách hành xử của Lam Trạm rất giống với phụ thân của y. Hai người này chính là kiểu ta có thể chiến đấu với cả thế giới vì người ta yêu, nhưng sự tỉnh táo của ta cũng là sự thật. Vì thế mà Lam Trạm muốn mang Ngụy Anh về Vân Thâm giấu đi, giống hệt cách làm của phụ thân y. Sự tỉnh táo này là cực đoan nhất, nhưng cảm xúc lại là xúc động nhất. Bao gồm cả việc Lam Trạm cuối cùng vẫn lựa chọn trở thành tiên đốc, kỳ thật cũng bởi vì y tỉnh táo, biết mình nên gánh chịu cái gì, biết tín ngưỡng cùng nguyện vọng ban đầu của mình là cái gì. Phân cảnh nước mắt tiên tử, khi cãi nhau với Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh đã ngất đi, Lam Trạm lo lắng đến mức không còn tâm trí ứng phó Giang Trừng. Khi Ôn Ninh muốn vạch trần sự thật về Kim Đan, trong mắt Lam Trạm tràn đầy kinh ngạc,
lại mang theo một tia sợ hãi chân tướng. Sau khi nghe Ôn Ninh mô tả, Lam Trạm nghiến răng tức giận và thống khổ, cuối cùng, tiên tử đã rơi nước mắt. Kiếp trước Ngụy Anh một mình ôm nỗi đau đều bắt đầu từ việc mất đi kim đan, điều mà Lam Trạm không hề biết, giọt nước mắt đau lòng, hối hận, tự trách và tức giận đã rơi. Nhìn cảnh này, có thể thấy ánh mắt của Lam Trạm rất muốn giết người, nhưng vì biết địa vị của Giang gia trong lòng Ngụy Anh, nên y không thể làm gì được, Lam Trạm chỉ có thể kìm nén, cho nên hành động dậm kiếm chính là chút nỗi hận và bất lực trong lòng. Đoạn này thực sự quá hấp dẫn, đặc biệt là độ dày cảm xúc, độ tập trung và nhịp điệu của Lam Trạm đều đáng được khen ngợi. Màn trình diễn với nhiều tầng lớp được xếp chồng lên nhau, không có vật thể dẫn dắt, không có kỹ xảo che chắn, không có bạn diễn tương trợ, hoàn toàn là sự điều khiển chủ động của một mình Vương Nhất Bác đã tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời. Phân cảnh này cũng là phân cảnh duy nhất có tên riêng của nó, không gắn với tình tiết phim, đã chứng minh sức hút và sự rung động của người xem. 4. Vì sao vai diễn này được bình chọn? Nếu đã xem Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác thì chắc chắn bạn cũng đã xem Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến. Vậy tại sao lại bình chọn cho Lam Vong Cơ? Thực ra Lam Vong Cơ là nhân vật rất đặc biệt giữa một trường phim truyền hình, có thể coi là nhân vật chính ít lời thoại nhất nhưng lại tràn đầy lý tưởng, khí chất, nhân phẩm và cảm xúc. Hai diễn viên chính cũng từng nói, diễn một vai nhiều thoại không khó bằng diễn một vai không nói chữ nào, bởi vì không có nhiều không gian để trình diễn. Lam Vong Cơ không chỉ ít nói mà còn ít cử động, ít biểu cảm, toàn bộ phải dựa vào ánh mắt và những biểu thị tinh tế nhất. Đồng thời, việc thể hiện được khí chất lạnh lùng mà không kiêu ngạo, xa cách mà không khinh thị, trưởng thành mà không lõi đời là điều không phải ai cũng làm được. Chẳng thế mà nhân vật này gần như tìm được diễn viên chậm nhất phim, thậm chí chính Vương Nhất Bác từng bị đánh trượt hai lần vì ảnh chụp, mãi tới lúc anh đến tận nơi casting, đạo diễn và nhà sản xuất mới tin khí chất này là có thật. Vẫn là câu nói cũ, làm ít thì không đủ, làm nhiều thì phá hỏng nhân vật, mà Vương Nhất Bác lại làm vừa đủ. Mặt khác không thể không kể đến các cảnh chiến đấu của Lam Vong Cơ, bởi vì các cảnh này trong bản hoạt hình cực kỳ xuất sắc, đẹp mắt và tiên khí, nên áp lực khi chuyển thể là không hề nhỏ. Trần Tình Lệnh sử dụng rất ít kỹ xảo và kỹ xảo cũng không xuất sắc, tố chất cơ thể của Vương Nhất Bác đã khiến các chuyển động trở nên thật hơn. Vẻ uyển chuyển nhưng đầy dũng mãnh của Lam Vong Cơ được diễn tả trọn vẹn. Tất nhiên, thành công của Trần Tình Lệnh không chỉ nhờ Vương Nhất Bác, thành công của Vương Nhất Bác cũng không chỉ nhờ Trần Tình Lệnh. Chỉ là Lam Vong Cơ đã trở thành dấu son trong sự nghiệp của anh, là điều tất yếu nhưng cũng là điều tất yếu tuyệt vời.